Xin chào, 500 năm đã quay trở lại với channel này Luffy. Ở chapter trước chúng ta đã thấy Kaido nhìn Luffy rơi xuống biển mà phán rằng mày có vẻ cũng chẳng thể là cho bòi được, bởi Kaido nghĩ rằng Luffy sẽ chết. Đúng, trước sau gì Luffy hay cả Kaido cũng sẽ chết, nhưng không phải là lúc này. Mở rộng miệng giếng ra chút đi Kaido. Sau đó chúng ta cũng đã thấy Bao Hùng tìm ra được chỗ Momonosuke cùng Shinobu lẩn trốn và ngay lập tức báo cho Kaido bạch thú. Còn Momonosuke thì cũng vào đầu bật tay vì nghe được giọng nói quay đó. Chúng ta cũng đã thấy một cảnh hết sức hấp dẫn, Chopper 100 belly quật tới quật lui, Queen 1.320.000.000 belly. Nhưng dễ thấy Queen đang chơi đùa với Chopper. Thú vị là với sự giúp sức của Caesar Clow, Chopper đã cải tiến được Rumble Ball và kéo dài thời gian sử dụng hình dạng Battle Ball từ 3 phút lên 30 phút. Tất nhiên đi kèm với đó là những tác động nguy hiểm lên cơ thể cậu ta. Nhưng có lẽ điều làm chúng ta ấn tượng nhất, nhiều tâm trạng nhất chính là những khung tranh về các gia thần gia tộc Kozuki. Kanjiro đâm Kiku, rồi sau đó Kinemon chém Kanjiro, để rồi cuối cùng Kaido xuất hiện và vung trì đập Kinemon. Vậy còn chapter 1015 mới nhất này thì sao? Đó là những diễn biến tiếp theo chapter 1014 trước đó. Ngoài ra thì còn rất nhiều thông tin hay hấp dẫn khác mà các bạn không nên bỏ qua. Còn cụ thể như thế nào thì ok, không để các bạn đợi chờ thêm nữa, chúng ta cùng ngồi xuống ăn miếng bánh uống chén trà và phân tích One Piece chapter 1015 mới nhất để hấp dẫn này. Tiêu đề của chapter này là duyên, với nghĩa đen chúng ta có thể hiểu là sự dây xích, còn nghĩa bóng có thể hiểu là duyên nợ, số mệnh, và nó dành cho cha con Kaido Yamato. Mở đầu chapter là khung tranh Luffy đang dần chìm xuống đáy đại dương, còn Chopper thì đang bị Queen Brachiosaurus táp, đó là một cú táp rất đau. Chopper vừa kêu tên Luffy vừa kêu la thảm thiết vì đau. Trên hết là thông tin Luffy thảm bại dưới tay Kaido đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của Chopper, cú cậu phần nào đó mất đi bình tĩnh, mất đi phương hướng và không biết làm gì tiếp theo. Còn các chiến binh tộc Minh và các samurai thì cũng đặt nghi vấn tương tự, tâm lý phần nào bị xáo trộn giống như Chopper. Nó cho thấy việc Kaido sai Bao Hùng thông báo sự thảm bại của Luffy ra toàn đảo quỷ Onigashima là một đòn tâm lý chiến rất thành công, ít nhất là cho tới lúc này. Tuyên bố đó nhằm đả kích lòng quân của chúng ta. Cái lũ đần độn thế nào chẳng mất sạch ý chí. Đó là những nhận định của Izo và Sanji sau khi chứng kiến cảnh các samurai, thậm chí là cả Chopper phần nào mất đi tinh thần chiến đấu. Trên hết là bạn có thấy gì không? Dù bị thương nặng và đang ngủ, nhưng Zoro chưa bao giờ tỏ ra mình vô dụng. Nếu ở Enikipi Zoro có một thanh kiếm xịn sò mang tên Usopp mua dài, thì ngay lúc này Sanji cũng được trang bị cho mình một thanh kiếm xịn sò khác mang tên Thánh Lạc Đường Zoro. Dù không sắc bén và hơi cồng kềnh, nhưng để hạ gục những tên Gifter thì cũng không quá khó khăn. Queen tỏ vẻ thất vọng vì chỉ mới trước đó Chopper còn rất hung hăng hùng hồn vuốt má Queen rồi dõng dạc tuyên bố mình không phải là con trùng, mà giờ thì mất bình tĩnh khóc lóc khi nghe Luffy bị đánh bại. Vì thế Queen không còn hứng thú chơi đùa với Chopper nữa. Trong khi đó thì Beroth Bero vẫn đang tiếp tục tấn công Chopper lẫn các samurai bằng chiêu thức vò sen kẹo. Có thể thấy năng lực của Beroth Bero cận chiến không phải là thế mạnh, nhưng để dọn dẹp binh lính ở diện rộng thì hết sức tuyệt vời. Và người con trai cả của Big Mom đang tận dụng triệt để lợi thế đó. Queen định kết liễu Chopper bằng một cú táp cực mạnh với hàm răng sắc nhọn của mình. Queen sẽ nhục Chopper là một con quái vật hèn nhát. Trên hết là Queen còn nói rằng thịt của Chopper chắc mềm lắm, ngon lắm, kén sẽ sướng lắm. Thịt của mày trông có vẻ mềm lắm. Với một kẻ có sở thích bẩn bựa thì câu nói không thể nào tốt đẹp được. Và chúng ta cũng có thể thấy cơ thể của Chopper đang rung lẩy bẩy, chắc có lẽ cậu ta đang lo sợ trước hàm răng sắc nhọn của Queen. Điều này cũng dễ hiểu bởi từ khi nghe Luffy thảm bại, Chopper đã mất tinh thần và cũng đã biết cú táp của Queen là đau như thế nào. Nhưng làm sao mà Queen có thể giết được bác sĩ của vui tạc tương lai cơ chứ? Sanji với Zoro trên vai đã ngay lập tức xuất hiện và tặng cho Queen một cú phi cước cực kỳ đẹp mắt mang tên Dai Blue Gem Rotisserie. Nếu bạn nào chưa biết thì những đòn tấn công bằng chiêu thức Dai Blue Gem của Sanji đều là tên các kỹ thuật nấu nướng bởi cậu ta là đầu bếp. Và đòn tấn công Queen vừa rồi cũng không ngoại lệ. Rotisserie chính là kỹ thuật nấu nướng nổi tiếng ở Pháp, nấu chậm, slow cook. Và đặc biệt ở Việt Nam có một món ăn khá quen thuộc có nguồn gốc từ món gà nướng lò Rotisserie, chính là món gà roti. Và chúng ta đã thấy Sanji là món khủng long roti điệu nghệ như thế nào. Chiêu thức Dai Blue Gem Rotisserie đã khiến đầu và cổ của Queen quay vòng tròn như một cái trống trống. Trên manga thật khó để nhận biết chính xác kỹ thuật mà Sanji đang dùng, nhưng tôi nghĩ cậu ta kết hợp Skywalk với Dai Blue Gem để tung ra liên hoàn cước vào đầu của Queen. Và chính điều này đã vô tình chặn hết những mũi tên của Beroth Bero đang nhắm vào các samurai. Chưa hết, đầu của Queen Brachiosaurus còn quét trúng vào quan Beroth Bero bay một đoạn xa. Một mũi tên trúng hai con nhạn, một cú phi cước trị giá 2.030.000.000 belly, quá ghê gớm Sanji. Theo bạn, lần này Sanji có chạy lòng vòng tiếp không, hay sẽ lại đại sảnh này bung 100% sức mạnh ra để chiến đấu một cách nghiêm túc với Queen mình dịch, Okabe mạnh thứ hai trong bảng tặc bách thú? Như tôi đã nói rất lâu trước đó, đối thủ lớn nhất của Sanji ở Wano quốc này chính là Queen mình dịch. Vì thế Sanji làm sao có thể bỏ chạy khi mà Queen đang đứng trước mặt và chưa gục ngã? Trên hết, đối thủ lớn nhất của Sanji trong bảng Murom, kẻ luôn so kè tiền trí nã cũng như sức mạnh với cậu, Zoro đã thể hiện toàn bộ sức mạnh trên đỉnh đầu lâu với hai tư hoàng Big Mom Kaido, và Zoro đã làm được rất nhiều điều khiến chúng ta kinh ngạc tột độ. Còn Sanji tới lúc này chưa thể hiện được gì, nhưng đó không phải là vì thua kém, mà là bởi một màn biểu diễn hành tráng thì cần phải có một sân khấu đủ lớn, và tất nhiên là phải tốn khá thời gian dựng sân khấu nữa. Cũng như một sân khấu không thể có hai diễn viên chính, và nếu đỉnh đầu lâu là sân khấu của Zoro, thì sân khấu của Sanji chính là khu vực đại sảnh này. Ngoài sức mạnh và tài nấu ăn, thì Sanji còn là một người rất thông minh, tư duy nhạy bén, nhà hoạch định chiến lược tài ba của bang Murom. Và chính Sanji là người đã giúp bang Murom nhiều lần thoát khỏi những bàn thua trông thấy. Chỉ cần cậu sống là được, ai cũng có chuyện làm được và cả chuyện không làm được. Trong tình thế tồi tệ này, hãy đặt cơ hội tốt nhất lên trên hết. Để tôi lo chìa khóa của hắn, tôi sẽ làm những việc mà cậu không thể làm, và cậu làm những việc mà tôi không thể làm được. Đó là những lời mà Sanji đã nói với Usopp ở Enikipi 2 năm trước, thật sự ấn tượng và vô cùng sâu sắc. Rõ ràng những lời này của Sanji chúng ta cũng có thể áp dụng cả trong cuộc sống của chúng ta. Không phải lúc nào chuyện gì cũng có thể nói mình có thể, mà phải biết lúc nào để nói mình không thể. Sanji đã tiếp quản đối thủ của Usopp là Zabrai và nhắc Usopp đang thiếu tự tin rằng cậu ta không hề vô dụng, và ngược lại cậu ta có thể bảo vệ Robin bằng chính sở trường của mình, đó là bản tỉa.
Và ngay lúc này tại đất quỷ Onigashima, Sanji cũng đã có những hành động tương tự như vậy với Chopper. Sanji khích lệ Chopper bằng một lời khen vì đã cầm chân được Queen Bình Dịch, sau đó tiếp tục lên giải cốt tinh thần cho Chopper bằng việc nói rằng: những chuyện như thế này chúng ta đã trải qua rất nhiều lần rồi, vì thế cứ yên tâm là Luffy sẽ không sao. Ở Enies Lobby, Sanji không cần khịa Zoro bởi cậu ta đang solo với Kaku. Nhưng còn ngay lúc này mà không cần khịa thì không còn dịp nào tốt hơn. Và tất nhiên Sanji không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Giao cái xác này lại cho cậu, hắn ta mà phục hồi thì cũng đáng suất 10 tên đấy, phải là 2000. Dù đang ngủ nhưng Zoro cũng phải bật dậy đến chính với một vẻ mặt cáu gắt. Và con số 2000 này cũng đã được Zoro sử dụng trước đó, khi Luffy nói rằng sức mạnh của Sanji ít nhất cũng bằng 1000 người gộp lại. Tất nhiên là Sanji không hề biết điều đó. Vậy là Sanji chính thức tiếp quản Queen Bình Dịch, còn Chopper 100 Belly thì làm công việc mà cậu ta giỏi nhất, đó chính là chữa bệnh. Dù đang khóc nhưng Chopper đã tỏ ra vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Zoro bị băng bó chẳng khác gì cái căn tầm như thế này. Là mày à, con trai của chết. Trong video phân tích chapter 995 trước đó, tôi đã có một giả thuyết về quá khứ của Queen. Và tôi nghĩ rằng cùng với Vegapunk và Vinmachut, Queen cũng từng là một nhà khoa học trong dự án nghiên cứu vũ khí công nghệ cao. Và Queen cũng chỉ là biệt danh chứ không phải là tên thật. Rất có thể trong một vài chapter tới, chúng ta sẽ thấy một đoạn hồi tưởng ngắn về quá khứ của Queen và chúng ta sẽ được biết điều này đúng hay sai. Trên hết, cặp đấu Sanji Queen có rất nhiều điều thú vị. Cả hai đều là những thanh niên tóc vàng và mang trong mình rất nhiều vũ khí công nghệ cao. Với Sanji là bộ ra suit hắc ẩn của Rima 66, nhưng bấy nhiêu đó thì quá tầm thường. Nếu vì cố gắng cứu Luffy mà Zoro vô tình bộc phát Haki Bá Vương lưu chuyển vào đòn tấn công phương sát Asura vòng giới ấy, thì trong trận chiến với Queen sắp tới, Sanji cũng sẽ có những sự thăng tiến đáng kể trong sức mạnh của mình. Mà như tôi đã nói trong video phân tích riêng về Sanji, thì đó phải là khai phá tiềm năng sức mạnh trong việc đột phá di truyền mà Vinmachut đã cấy vào 5 người con của mình. Có nghĩa khung xương, năng lực thể chất của Sanji sẽ có một sự vượt trội hơn hiện tại rất nhiều. Còn với Queen, tất nhiên tên này cũng sẽ không bông đùa như với Chopper trước đó, mà sẽ thật sự nghiêm túc khi đối đầu với Sanji. Bởi hơn ai hết, hắn ta hiểu sức mạnh khoa học công nghệ của Vương quốc Rima là đáng sợ như thế nào. Và ngoài việc khai phá tiềm năng sức mạnh của Sanji, thì tôi thật sự muốn biết phản ứng của Queen như thế nào khi nhìn thấy bộ ra suit hắc ẩn. Là một lời khen dành cho sản phẩm của Vinmachut hay là một cái biểu môi chê bai? Và với việc chứng kiến toàn bộ những hành động của Sanji với Queen Bình Dịch và Chopper 100 Belly, các samurai đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, tự hỏi vì sao bang Murom lại không bỏ cuộc dù thuyền trưởng Luffy đã bỏ mạng. Còn Marco thì cười, bởi đó là lý do vì sao thanh niên đầu dứa này yêu thích bang Murom. Trong phần tiếp theo của chapter 1015 là những diễn biến bên trong tầng 1 lâu đài Kaido. Và ở phần mắt chúng ta là hình ảnh Kikyu, Kanjuro đang nằm bên vũng máu. Tôi nghĩ rằng họ thật sự đã chết. Còn khung cảnh này có thể thấy toàn thân Kinemon đang run rẩy sau khi đỡ một chuyện của Kaido bá thú. Kinemon cố gắng cầm thanh kiếm đã gãy đâm vào chân Kaido nhằm cản bước vị tu hành này đi truy bắt Momonosuke. Đó là một hành động vô nghĩa, bởi làm sao có thể cản được Kaido chỉ với bấy nhiêu đó. Nhưng ở một khía cạnh khác nó cho chúng ta thấy Kinemon là một samurai hết mực trung thành với gia tộc Kozuki, cho tới lúc chết vẫn luôn là một gia thần đáng tin cậy của gia tộc Kozuki, luôn là một cách để bảo vệ chủ công của mình. Và trong giây phút sinh tử này, Kinemon đã nhớ lại khoảnh khắc cùng với Kozuki Momonosuke tập luyện cách gọi làm sao cho giống như cha con nhất. Này Momonosuke, đại nhân, đừng có thêm đại nhân vào nữa, thưa phụ thân. Thật là mất hết sự tôn nghiêm của ngài. Cố gắng lên nào King, phụ thân. Rất khó khăn để Kinemon có thể gọi Momonosuke mà không thêm kính ngữ. Nhưng vì đại sự, trước mặt người khác không ai nghĩ rằng Kinemon là gia thần của Momonosuke mà nghĩ rằng họ là cha con. Và những điều đó là trước khi Kinemon cùng với Momonosuke gặp được bang Murom, tức là cũng chỉ mới hơn một tháng trước. Hình ảnh của Kinemon ngay lúc này làm tôi nhớ tới câu chuyện về 47 lẫn nhân samurai Ronin sở thân lấy lại danh dự cho chủ cũ Asano. Đây là sự kiện nổi tiếng nhất về các võ sĩ và danh dự của họ, tinh thần võ sĩ đạo. Theo đó, trước khi xông vào phủ của Kira, lấy đầu tên này đem về tế trước mộ chủ nhân cũ Asano, các lẫn nhân đã xác định sẽ đón nhận cái chết cùng với sự phẫn nộ của đại tướng Tokugawa. Thế nhưng đại tướng quân đã rất cảm động trước lòng trung thành của 47 lẫn nhân nên đã không giận dữ mà bù lại ban cho họ quyền được thực hiện nghi lễ sẽ bất cư danh dự, tự hành quyết như những vị anh hùng. Lẫn nhân trẻ nhất được tha chết nhưng cũng được an táng bên cạnh 46 người còn lại khi qua đời vì tuổi già. Và ngay lúc này, những hành động của Kinemon đã làm một người yêu thích hình tượng các samurai như Kaido bá thú cũng phải động lòng. Dẫu chẳng dễ gì nhưng đôi khi người ta phải biết chấp nhận thất bại, hãy đón nhận cái chết vinh dự của mình như một samurai đích thực. Và nhất đó mà Kaido dành cho Kinemon đó xem như một sự cảm phục của vị tứ hoàng này dành cho tinh thần võ sĩ đạo của Kinemon. Kaido giúp Kinemon thực hiện nghi lễ sẽ bực cư danh dự. Vì Kinemon có thật sự chết sau nhất năm đó, tôi nghĩ rằng Kinemon sẽ chết. Và những lý do như tôi đã nói trong video phân tích chapter 1014 thì tôi còn nghĩ rằng cái chết của Kinemon ngay lúc này là rất ý nghĩa, là một kết thúc đẹp cho cuộc đời samurai như Kinemon. Bởi cùng với Kinemon thì Denjiro cũng là gia thần đầu tiên tự nguyện đi theo phò tá Kozuki Oden vì cảm phục. Và nếu Kinemon được phu nhân Toki đưa tới tương lai 20 năm sau thì Denjiro đã phải chịu nhiều thương tổn về mặt tinh thần lẫn thể xác trong 20 năm dài đằng đẵng đó. Vì thế vai trò của Denjiro không thể chỉ đơn thuần là chiến đấu trả thù cho chú công của mình giống như Kikyu, Kawamachu hay là Asura Doji, mà vai trò của Denjiro còn quan trọng hơn như thế, đó là tiếp nối Kinemon chăm sóc bảo vệ Momonosuke nên người và dùng sự thông minh của mình để cùng với Momonosuke phục hưng lại Wano quốc. Momonosuke đang cầm một con Excalibur để chuẩn bị thông báo thông tin quan trọng ra toàn đất quỷ. Nhưng điều quan trọng mà tôi thấy lúc này, trên khuôn mặt của cậu nhóc đã thể hiện rõ một sự bi kịch quá sức kinh khủng mà một cậu nhóc chỉ mới 8 tuổi phải đón nhận. Nhìn khuôn mặt của Momonosuke ở góc độ này, chúng ta mới thấy rõ được những gì mà cậu đang trải qua là kinh khủng như thế nào, đã kích ra sao. Đối với nhiều người, trong đó có Kozuki Hiyori, thì cái chết của Kozuki Oden và phu nhân Toki đó là của 20 năm về trước. Nhưng đối với Kozuki Momonosuke, nó chỉ mới hơn một tháng trước đây.
Bây giờ cậu phải tiếp tục chứng kiến cảnh các giật thần vì bảo vệ mình mà lần lượt ngã xuống. Hết Kiku rồi giờ tới Kinemon, mọi chuyện xảy ra ngay trước mắt của cậu. Vậy là giọng nói mà Momonosuke nghe được ở chapter trước không phải là của một sinh vật nào hay của phiến Morning Glyph nào, mà đó là của Luffy. Thời điểm cậu đang rơi từ đốc quỷ xuống biển. Và Luffy đã nhắn cho Momonosuke thông báo với tất cả rằng cậu nhất định sẽ đánh bại Kaido Bách Thú. Nhưng khi thông báo ra toàn đốc quỷ thì Momonosuke lại nói nhiều hơn như thế. Luffy vẫn còn sống và nhất định quay trở lại. Vì thế mọi người hãy tiếp tục chiến đấu, dẫu cho đau đớn đen cay, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Và những lời của Momonosuke là rất kịp thời, nó giúp các samurai lấy lại sĩ khí, vực dậy tinh thần một cách mạnh liệt. Còn bạn Murom thì cũng có một sự an tâm tuyệt đối dành cho thuyền trưởng của mình, Luffy Murom. Trên hết là bạn có để ý, dù Luffy không thể ra lệnh được cho con voi khổng lồ Zunisa, nhưng Luffy lại có thể chủ động liên lạc và ra lệnh cho Momonosuke. Và tôi nghĩ rằng Luffy cũng có thể làm điều tương tự với công chúa tiên cá Shiraoshi, người duy nhất có thể ra lệnh cho những con vua biển. Một bằng chứng đanh thép cho thấy Luffy chính là trò bò kế tiếp, sếp lớn của bộ ba vũ khí của đại Pluton, Uranus và Poseidon. Kaido cũng đã nghe toàn bộ và xuất hiện trước mặt toàn tấn công Momonosuke. Nhưng Shinobu kịp thời sử dụng năng lực trái quỷ là một mảng đá lớn cùng hai người rơi xuống. Thú vị là Kaido đã không truy cùng giết tận mà chỉ đứng nhìn. Và theo khung tranh này thì có vẻ hai người đã rơi xuống biển. Vậy là Luffy đã được cứu, và chính xác là nhóm Bebo trên tàu ngầm cứu. Có vẻ như nhóm Bebo vô tình thấy Luffy bắt đầu chìm xuống dưới đáy đại dương ngay trước mũi tàu nên mới cứu, chứ không phải là phát hiện Luffy rơi xuống biển ngay từ đầu. Không những Luffy mà cô cậu Homie Zeus cũng đã được cứu. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Zeus đã hợp thể với cây gậy thừa tướng của Nami. Điều này đồng nghĩa giờ Zeus chính thức trở thành Best của Nami. Và hiển nhiên với việc vũ khí được cải tiến thì sức mạnh của Nami đã được tăng cường đáng kể. Rất có thể khoảnh khắc Nami bắn ra một loạt những quả hắc cầu để Zeus ăn trước đó, một phần linh hồn của cô cậu đã đi ngược vào bên trong cây gậy thừa tướng và hợp thể như chúng ta đã thấy hiện tại. Zeus tỏ ra vui mừng khi biết Luffy còn sống, và nhóm của Nami cũng đang chạy ra khu vực sân khấu chính, nơi mà Chopper đang chữa trị cho Zoro, còn Sanji thì đối đầu với Queen. Trong khi đó, Tư Hoàng Big Mom thì không tin Luffy còn sống. Bà cho rằng từ lúc Luffy rơi xuống biển là coi như đã cầm chắc cái chết, nhưng làm sao điều đó có thể xảy ra được? Và Law cũng đã xuất hiện, giống dạng đáp trả Big Mom. Chúng ta đã hợp tác được một thời gian, nhưng nói thật, nếu là cậu ta đã học được rằng đừng bao giờ nói không thể. Nó cho thấy cũng giống như những thành viên trong bang Murom, Law có một niềm tin rất lớn, một niềm tin mãnh liệt vào Luffy, rằng cậu ta sẽ làm được những việc lớn lao và không bao giờ có ý nghĩ không thể làm được một việc gì đó. Tôi đã nói rất rõ về mối quan hệ cũng như lý do vì sao Law lại có một niềm tin tuyệt đối vào Luffy như vậy. Nhưng điều làm tôi thích thú nhất với Law trong chapter này chính là câu nói rất cà khịa theo một cách rất điềm tĩnh dành cho Kick này. Law, mày đến phá đám tao à? Mày người lớn chút đi Yutat, đây chỉ là liên minh tạm thời thôi. Giống như cái tên, Kick hành xử thô bạo như một đứa trẻ chưa biết suy nghĩ, và Law đã dạy cho Kick biết thế nào là sự trưởng thành. Và không những Sanji cà khịa Zoro, mà trong chapter này Oda còn cho chúng ta thấy Law cà khịa Kick thâm sâu cay độc như thế nào. Vậy là Kick và Law sẽ kìm chân Big Mom tại khu vực này. Và trong SBS 99 mới nhất, Oda đã tiết lộ tên trái quỷ của Kick, đó là trái quỷ hệ Paramecia, trái tự tính Jiki Jikinomi. Law và Kick phải thiện nhiều hơn, nếu chỉ với những gì đã thiện trên đỉnh đầu lâu thì rất khó để có thể cầm chân được Big Mom. Trong phần cuối cùng của chapter là những diễn biến liên quan tới cha con Kaido Yamato. Dù rằng Kaido đã đi xuống dưới, nhưng Yamato vẫn tiếp tục chạy lên đỉnh đầu lâu. Kaido, từ trên đỉnh Yamato vọng xuống. Phải gọi là phụ thân, Yamato. Kaido ngước mặt lên và gằn giọng. Ta đến đây để cắt đứt sự dây xích duyên nợ này, Yamato nói tiếp. Dễ thấy Kaido muốn Yamato gọi mình là phụ thân, giống như Momonosuke hay gọi Kozuki Oden, chứ không phải gọi là cha theo cách thông thường. Nó cho thấy Kaido bị ảnh hưởng rất nhiều từ các samurai ở Wano quốc này. Rất có thể trong chapter sau hoặc sau nữa, chúng ta sẽ được thấy một đoạn hồi tưởng ngắn về Kaido và Yamato, về việc tại sao Kaido lại phải cứng rắn với Yamato như thế, còn lý do gì khác, những lý do mà Yamato đã nói trước đây hay không. Và hy vọng Kaido cũng sẽ nói lý do vì sao để Yamato làm tướng quân của đất nước Oni mới. Trên hết, việc Yamato nói những lời lẽ rất cứng rắn và cương quyết cắt đứt mối quan hệ cha con với Kaido Bách Thú, khả năng cao chúng ta sẽ được thấy một trận chiến giữa họ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ được biết Yamato sư trái quỷ gì, có phải là Zoan thần thoại Bạch Hổ hay là không. Trên đây là tất cả những phân tích của anh B chapter 1015 mới nhất. Kèm theo đó là những dự đoán cho các chapter tiếp theo. Hy vọng anh em thích video này, đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.